Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Điện Mãi ha. YouTube hôm nay sẽ giới thiệu anh chị một chiếc nồi nấu cháo công nghiệp. Chiếc nồi này có công suất, có dung tích là 100 lít và có công suất nấu là 9000 W. Chiếc nồi này được thiết kế theo form dáng hình khối trụ tròn. Thân vỏ nồi thì được làm bằng 3 lớp inox, và lớp inox này inox 304 cao cấp, và đặc biệt là nó là inox xước chị nhá. Inox tiêu chuẩn cao nhất cho các thiết bị trong quán ăn nhà hàng. Chiếc nồi này thì được điều khiển bởi một chiếc tủ điện rời, và đặc biệt là làm theo đơn đặt hàng riêng là đặt hàng điện 3 pha. Chính vì thế mà các anh chị nếu muốn đặt 3 pha thì phải báo bên Điện Mãi ha, để Điện Mãi lắp đặt linh kiện theo một cái loại 3 pha cho các anh chị. Chiếc nồi này thì hiện tại đang được thiết kế là dùng dầu để truyền nhiệt. Các chị thể thấy bên cạnh đây, cái vòi trước là vòi để thau rửa nồi, còn vòi bên cạnh em đây này là một chiếc vòi để xả dầu. Trong quá trình dùng khoảng 10 đến 12 tháng là sẽ xả cái dầu cũ đi và sẽ thay dầu mới. Thì bên cạnh đó nó có một ống để thăm dầu cũng như là ống để mình rót dầu vào đây. Thì trên que thăm dầu là nó có 2 mức dầu cao nhất và thấp nhất. Thì chúng ta sẽ đổ dầu đạt mức giữa và hai vạch này là đạt. Trung bình đối với một chiếc nồi nấu cháo 100 lít này thì các chị nên đổ khoảng tầm 32 đến 33 lít dầu ăn đi chị nhá, chứ không phải dầu máy đâu. Trong một chiếc nồi này thì nó sẽ truyền nhiệt rất là tốt, và đặc biệt là chiếc nồi nấu cháo công nghiệp 100 lít này trung bình nếu mà anh chị đun mẻ cháo nó rơi vào khoảng 80 đến 90 phút, có thể lâu hơn một chút tùy vào lượng điện do chúng ta là nhanh hay chậm, là điện yếu hay điện khỏe. Và đối với 100 lít này thì chúng ta sẽ nấu được đâu đó cỡ tầm khoảng dưới 5 kg gạo anh chị nhá, dưới 5 cân gạo cho một cái nồi nấu cháo 100 lít này. Nồi này như em nói từ đầu có 3 lớp inox này và thiết kế theo cái mẫu mới nhất của Điện Mãi ha. Anh chị thấy đây, nắp vung này, nồi to thì là nắp vung bán nguyệt. Tại vì nắp vung rất dày, nếu bên em làm vung liền thì các chị sẽ cầm rất là nặng và nó nhiều khi nó sẽ không thuận tiện. Chính thế mà Điện Mãi ha đã thiết kế nắp vung rồi đó. Và phía trong của nồi thì em đây mở luôn cho anh chị xem này, phía trong của nồi đây, chị có thấy đây, như trong nồi là được vệ sinh rất sạch sẽ rồi, và cũng là inox 304 dày 1.2 nhá. Đây, thành nồi rất dày, dày tới 6 phân, 3 phân lớp canh nhiệt và 3 phân của cái khoang chứa dầu. Thì khi dầu ăn nó đổ vào trong nồi, thanh nhiệt trở của nồi nó sẽ đun nóng dầu, đun sôi dầu và nó sẽ truyền nhiệt ra cái khoang chứa cháo. Chính vì thế mà nó sẽ làm sôi và làm nhừ cháo của chúng ta trong thời gian rất ngắn thôi, tầm cỡ 90 phút là đã được cộng nồi mẻ rồi. Nếu anh chị đun bằng nước thì nó thời gian nó đun dài hơn, tại vì sao? Về nhiệt độ sôi của nước nó chỉ tầm 100 độ, nhưng nhiệt độ sôi của dầu lên tới khoảng 170-180 độ, khi 200 độ. Chính vậy mà nó sẽ làm mềm cháo và nhiều cháo hơn. Còn về cái tủ điều khiển của chiếc nồi nấu cháo 100 lít này, chị thấy đây, bên cạnh em đây. Đấy, tủ này thì bên vỏ ngoài thiết kế tương tự như tủ một điện một pha, nhưng mà phần linh kiện ở trong ấy nó có phần hệ thống automat 3 pha này, có một cái cầu trung tính để chúng ta đấu dây mát vào đây. Rồi ngoài ra thì có các linh kiện để đóng cắt cái mạch điện cho điều khiển cho cái chiếc nồi nấu cháo trong nước của chúng ta. Nói chung là tất cả những cái linh kiện này đều được thiết kế và đã được qua cải tiến nhiều lần. Vì thế mà nó sử dụng rất là ổn định và tiết kiệm điện năng cho quý anh chị. Vì một mẻ cháo nếu các anh chị đun liên tục, đối với nồi nấu cháo này các anh chị đun khoảng bán hàng 4 tiếng liên tục thì nó chỉ tiêu thụ của anh chị hết đâu đó cỡ khoảng là chỉ hết cỡ khoảng tầm 12 số điện thôi. Cỡ khoảng tầm đó, 12 đến 15, không quá 15 số điện cho một cái nồi nấu cháo đun trong vòng 4 tiếng. Nói chung là rất tiết kiệm điện và nói chung là rất sạch sẽ, cháo không khê, không cháy, không mùi và rất dễ vệ sinh. Đấy, cái này nồi rất sáng bóng. Và nồi này đang được Điện Mãi ha bảo hành 12 tháng và được phân phối trên toàn quốc. Chính vậy mà anh chị cần đặt hàng thì liên hệ với số hotline trên Điện Mãi ha màn hình để được Điện Mãi ha tư vấn. Xin cảm ơn anh chị.